Thank you.
để thể hiện bằng nghị quyết. Tuy nhiên, việc chọn huyện để thực hiện thí điểm nên giao cho hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, không chính là tình hình thực tiễn của địa phương để chúng ta không có hai huyện, một tỉnh để thực hiện thí điểm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc phân cấp là một mặt để tạo sự linh hoạt, chủ động trong điều hành, nhưng mặt khác phải đảm bảo việc thực hiện mục tiêu của từng chương trình. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giữa các chương trình với nhau sẽ phá vỡ chính sách đầu trước cũng như phát sinh thêm nhiều thủ tục phức tạp. Còn xong anh bay được. Phú Quốc từng nhận thức của đại học một khi đường du lịch khi đi khách đến với đại học. Ngoài ra, những nhà du lịch khác
du khách có những trải nghiệm những trò chơi hiện đại mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đến du khách sẽ có thể bỏ qua việc tham quan chợ đêm của Quốc, nơi hội tụ các sản vật uy tín cũng như đặc sản nổi tiếng trong vùng biển như nước mắm, bia sen, hồ tiêu, lá trà. Qua đây để có thể món đặc sản của một người đó, đó là cá tự hồ Tư Châu. Đây là những bộ phận là đường truyền rất khó. Tuy nhiên, người Việt Nam sang núi họ có rất thích chịu nhiệt này. Thì người khác cũng có thể biết tới đàn em với những công việc tự nhiên 100% không phải chất, rất tốt và sẵn sàng. Mà bất kỳ từ cách nào chuyển qua cũng phải nhận thêm hàng quà cho gia đình, bạn bè và người thân. Đồng phòng Châu Châu chỉ có việc caravan, nhưng hiện các họ tương đặc sản từ phố Tết. Đồng phòng Châu Châu đã có khá nhiều việc khác nhau như sản phẩm, bún tôm, bún tiêu, rất nhiều. Họ có tiền với nhiều việc khác nhau. Không chỉ lại cái món đồng phòng của ông này có khá nhiều việc, Châu Châu đã cho ra mắt những sản phẩm mới, làm nhiều và hạt mà để qua các quý vị lựa chọn. Để tiến tăng được đồng phòng này, chồng có hoa, phải có con nhiều đồng phòng, chương trình tiêu biểu. Đi luôn, cả theo hòn đảo đó đi, đưa đi luôn.
Thank you very much and see you at the store. Bảo Phúc Spa kính chào quý khách. Bảo Phúc Spa với các dịch vụ massage VIP được giá bình dân chỉ từ 30.000 đồng. Cấp cho cả một massage chân, massage VIP.